luôn là ước mơ và mãi chỉ là ước mơ khi chúng ta không thực hiện nó. Dù những con đường có xa và nhiều gập ghềnh đến mấy nhưng cứ hãy đi vì sớm muộn chúng ta cũng sẽ đến. Xin chào mọi người, tôi là Trần Đình Trường, 40 tuổi. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn tới thăm Phù Luông, thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Luôn cùng đi với tôi là bà xã Nguyễn Thu Thủy, người sẽ review các cảnh đẹp. Chào mọi người, ước mơ gặp ước mơ đã đưa chúng tôi đến khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu. Điểm đầu tiên chúng tôi đang đứng đây chính là thác Hương thuộc huyện Bá Thước, Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 160 km. Một dòng thác nước hiền hòa trong mát chảy quanh năm dưới những tán cây màu xanh của núi rừng. Thác Hương chắc chắn sẽ là điểm du lịch yêu thích cho mọi phượt thủ yêu thiên nhiên và sự tĩnh lặng. Cách thác Hương chừng 8 km là khu Phù Luông Resort cũng rất gần gũi với thiên nhiên. Bạn sẽ thực sự ngỡ ngàng với những tiện ích hiện đại mà đậm chất núi rừng. Cảm giác cuộc sống thật bình yên đáng giá. Điểm thú vị nhất khi đến đây chính là lưu lại những khoảnh khắc hòa mình và thiên nhiên giữa đại ngàn vào mùa lúa. Đặc biệt là vào tháng 6 hoặc tháng 10 là thời điểm Phù Luông được phủ lớp vàng óng. Tại đây bạn có thể đi dạo bộ thăm bản làng, chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang xanh mướt, thưởng thức những món ngon của địa phương. Còn một điều chắc chắn không thể quên là chụp lại những bức hình đẹp. Chốn thâm sơn cùng gốc đẹp như tranh vẽ này chính là thiên đường trong thiên đường. Bạn cũng có thể đến đây bất cứ mùa nào để thư giãn cùng không gian mát mẻ, quanh năm sương mù bao phủ nơi vùng cao. Đêm ở lại Phù Luông sẽ giúp bạn thỏa sức vẫy vùng trong hồ bơi vô cực. Mọi âu lo sẽ tan biến trong dòng nước mắt cùng những người bạn mới quen đầy hài hước. Tạm biệt Phù Luông, hẹn sớm ngày trở lại.